À. Alo alo. Alo alo. Alo xin chào anh em. Ok alo alo. Điện to đi bạn. Alo. Alo alo. Ok, chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thôi anh em, hôm nay mình sẽ chơi, chắc là cường hôm nay mình sẽ chơi từ game Dragon Saga này. Game này anh em có thể tải ở trên Steam, mình ở để bên dưới phần mô tả cái link của con game này trên Steam, anh em có thể tải về chơi. Nó có một phiên bản khác nữa ở một cái web riêng, nó là một cái game riêng cơ. Nó sẽ là hai bản khác nhau, anh em để ý nhé. Game này thì nó chỉ là bản của game ở bên bên Steam thôi. Đó, và nếu mà anh em đã biết thì tựa game này trước đây là tựa game của Hàn Quốc, xuất hiện ở Việt Nam vào tầm năm 2010 2010 mấy để tôi nhớ lại xem nào. Tầm 2011 2012 thì phải. Đó, và từ đó tựa game được phát hành tại Việt Nam một thời gian ngắn, sau đó là đóng cửa thì bên nước ngoài người ta đã mua lại tựa game này và làm ra hai bản, hai công ty nhá. Sẽ làm ra hai bản, một bản là có web riêng, một bản thì được bán ở trên Steam. Cái như mình chơi thì mình thấy cái bản web riêng ấy thì nó hay bị gặp cái vấn đề về account, về tài khoản ấy. Còn đâu anh em mà chơi ở bên trên Steam ấy thì sẽ không bị gặp vấn đề về tài khoản. Nếu anh em muốn đăng ký tài khoản cho tựa game này ấy, thì anh em có thể vào Grab Portal. Chết, mình quên. Anh em đợi xíu mình sẽ gửi cho anh em cái link ở trên phần comment nhé. Sẽ lấy cái link cho anh em đăng ký. Sau khi anh em đăng ký link này nhé. Em lại không cho vào web thẳng này. À, thông tin tài khoản. Đây, tôi sẽ để cái link web ở đây. Thì anh em hãy hãy đăng nhập vào cái web này để anh em đăng ký tài khoản Raffle trước. Sau đó thì anh em vào bên trong, nó có một cái phần gọi là account information đấy. Đó. Sau đấy thì anh em tạo một cái tài khoản, nó có chữ là to create a new game account ấy. Đó, anh em click bật kích vào đấy nhá. Đó, anh em chọn cái game Dragon Saga. Ở đây còn ba tựa game khác, Requiem, Ragnarok Online và Ragnarok 2. Ragnarok. Nếu anh em chơi tựa game Ragnarok thì chắc là cũng biết ha. Anh em có tài khoản Ragnarok thì anh em cũng biết là nó là của Gravity, và tài khoản ở trên Rap Total anh em chuyển tạo thêm một cái tài khoản của Dragon Saga thôi. Đó, thì anh em điền thông tin vào đăng ký và lấy cái nick Dragon Saga này nhá, chứ không phải nick Rap Total đâu. Lấy cái game, lấy cái link của lấy cái tài khoản của Dragon Saga này để anh em có thể đăng nhập vào game. Thì một cái lưu ý nhỏ nữa là khi mà anh em tải cái tựa game này về thì nó sẽ có gọi là hên xui thôi, tầm 30% không nhiều lắm, là anh em sẽ bị một cái lỗi nhỏ, chính là data database error ấy, có nghĩa là nó lỗi chỉnh dữ liệu khi mà cập nhật về. Thì lúc ấy anh em chỉ cần chuột gọi là xóa cái Dragon Saga ở trên
trên ở ngoài màn hình của anh em ấy, xong rồi anh em vào lại trong folder, anh em tìm vào cái đường dẫn mà anh em đã tải tự game này, nó là cái đường dẫn ở trong PC này, rồi anh em tìm vào trong phần Steam nhé. Anh em có thể, tôi nghĩ anh em hay lưu vào trong program, nếu mà anh em ở trên PC ấy, thì sẽ là ổ D, còn đâu ở trên laptop mà chỉ có một ổ duy nhất xử lý thôi thì chắc anh em đang lưu trong ổ C đấy. Đó thì ở trong đấy nó sẽ có một cái tiếp theo là program x86 program ấy, trong đấy nó sẽ có Steam, vào Steam xong tiếp theo là Steam app, sau đó là cầm mon, sau anh em có thể thấy Dragon Saga ở đây, anh em vào và anh em tìm cái file tên là patcher.exe, đó anh em chuột phải vào và gửi ra ngoài màn hình, send to desktop ấy. Đó xong anh em mở lại bằng cái file với anh em send to desktop Dragon Saga đấy, thì anh em sẽ không bị cái lỗi database error nữa. Đó. Hello anh em, Monster Star Music nhá. Hôm nay tôi chơi tựa game Dragon Saga. Không biết anh em biết cái tựa game này không? Thì hôm qua anh em có kêu là chán không có tựa game gì chơi, tôi nghĩ ra tựa game này. Thì nếu mà được thì có tầm 4 anh em có team cày game này ngon. Game này chỉ có bạn bè chơi chung thì vui, chơi một mình thì nó lại không vui. Đấy, thế nên là tôi rất muốn có thêm anh em vào chơi. Anh em nghĩ sao? Tôi nghĩ là game này thì đồ họa nhẹ thôi. Nó là GT 5200 thì chắc tầm bằng GTX 240. Đấy là card đồ họa. Còn đâu sung thì tầm 2.5 là chơi rồi. 2.5 Hz là chơi rồi. Nhẹ lắm. Trước đây tôi chơi máy quán nét mà. Chơi điện thoại được không? Cái này chơi chơi điện thoại nó mất hay. Tôi tắt cái nhạc game đi nhé, hoặc là để nhỏ đi. Trước đây thì nó cũng có xuất hiện ở trên điện thoại đấy, nhưng mà cái bản ở trên điện thoại thì nó thuộc dạng là roguelike dungeon với lại đi ải nhiều, thành ra là nó khác nhiều so với bản trên PC đó. Nếu anh em chơi trên laptop hoặc trên PC thì quá ngon. Mấy anh em có thể vào chơi chung với nhau. Hiện tại tôi thấy có tầm 4 anh em hay xem livestream tôi ấy. Thì nếu mà được thì tầm 4 anh em đấy vào làm được full team. Đi làm nhiệm vụ chuyển cấp rồi là đánh boss, tại vì tôi chưa từng phá đảo cái này. Trước đây thì cái tầm mà vẫn còn đi học, tôi cũng không nhớ thời gian đấy bao nhiêu, tầm 2012 2013 đấy, tôi chơi với mấy anh em ở trong lớp, mấy anh em cùng chơi với nhau, mỗi thằng một 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 một, một, một nhân vật khác nhau đó. Chơi hỗ trợ nhau, con thì hồi sinh, con thì gây đam, con thì tanh đó, thì cứ team 4 sau đánh thôi. Nhưng mà rất tiếc là game hồi đấy nó mở không được lâu, theo tôi nhớ là tầm được 3 năm thôi thì nó lại đóng cửa đấy. May quá là về sau là có nhà phát hành ở bên 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 bên, bên châu Mỹ và bên châu Âu chia ra xây dựng lại cái tựa game này, nó gọi là lấy full file luôn đấy, full file ở trên cái đấy là cái gì nhỉ, đó có file về để xây dựng lại cái tựa game này, và hiện tại vẫn đang phát triển rất là phồn vinh, rất là đông người chơi, có tầm này thì chơi ít người, hơi ít người xíu, cho là tầm 12 giờ đêm, 12 giờ đêm Việt Nam ấy, tức là tầm 10 giờ trưa ở bên Mỹ nhỉ, đấy tầm đấy là đông nhất. Tầm đấy là anh em phải xếp hàng chờ tầm 10-15 phút mới vào được. Đông lắm. Đấy là châu Mỹ có 4 server.
và châu Âu có hai server đấy. À, game này chỉ chơi bạn bè chơi chung với nhau vui, còn đâu chơi một mình thì nó không vui. Game này chơi anh em có thể tán gái nước ngoài được đấy, mà tôi thấy có nhiều người Việt Nam, anh em có thể nhìn được trên phần chat này đấy, chị em Việt Nam Phương đấy, check my shop thank you đó, anh em thấy chưa? Đây tôi chơi chưa lên cấp 40. Cấp 40 anh em trở lên thì anh em chuyển sang kênh 2 thì trở lên thì nó trao đổi nhiều hơn. Như này đến lúc mà mắc cấp rồi ấy, phá đảo hoặc là đánh boss cuối cùng rồi ấy, vẫn còn phải PVP nữa. Anh em nào thích PVP, thích quánh nhau thì cực kỳ vui luôn. Tải cũng mất khá khá thời gian đấy. Với lại nó bị xuất hiện một vài cái lỗi nhỏ. Nãy tôi giải thích rồi, nếu mà có gì thì anh em xem lại livestream anh em sẽ thấy. Giờ thì chắc là tôi vừa ăn và vừa chơi thử một tí cho anh em xem thế nào nhỉ. Không biết anh em chơi cái này chưa? Này ok rồi. Thôi đi làm nhiệm vụ luôn. Cái này thì nó có những cái nhiệm vụ mà đi chung thì nó nhanh hơn đấy, nó khỏe hơn. Còn đâu đi một mình dễ đi đó, dễ chết đó. Team 4 là ngon nhất. Trước tôi có chơi với con hồi sinh, chơi con đấy thì anh em không tốn tiền hồi sinh. Anh em có thể bỏ 2 đô ra mua 20 lần hồi sinh tại chỗ, hoặc là anh em có thể tuyển vào team cái con đấy để anh em tiết kiệm. Trước đây tôi chơi ở trong team có bạn nữ người Canada cũng làm về bên lập trình ấy, thì chơi với nhau. Nhưng mà bạn ấy về sau là bận việc làm quá, thế chỉ cày cùng nhau cày lên cấp 40 à 60 và 60. Xong bắt đầu là bỏ. Tiếc quá, lâu lắm mà không liên lạc mà. Và test thử anh em biết game như nào. Nhiệm vụ Talk to Pepsi. Farm. Ở farm ấy. À, cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ nghề. Bỏ qua đi. Portal Wild và Carnival Flip. Level mấy là max á? Level 70 hay là 75 gì ấy, tôi không nhớ lắm. Cũng lâu lắm rồi, thấy có một lần là nó mở giới hạn cấp nên là tôi lâu lắm tôi không nhớ. Level 60 là chuyển cấp lần cuối này, xong bắt đầu là hình như là 80 vậy, nó mở giới hạn level lên 80 vậy, tầm 4 năm trước, tầm 4 năm trước tôi chơi thì là giới hạn cấp là 70, bây giờ như lên 80 rồi. Tôi xem qua mấy thằng ồ không xem được thông tin người chơi nhỉ. À ở bên ngoài không gì rồi. Về sau nó sẽ mở, càng ngày nó càng mở giới hạn người chơi đi, mà nó giống như là cái game con đường tơ lụa đấy. Càng chơi càng đông người chơi thì nó càng phát triển nội dung đêm mà. Cái anh em cứ chơi thoải mái, chả bao giờ phá đảo đâu. Nói chung là chơi tựa game này để gọi là thỏa mãn cái trí tưởng tượng của anh em. Nó có nhiều nội dung lắm. Tôi không biết tại sao mà cứ mỗi lần tôi chơi tựa game này nó lại có một cái vấn đề gì ập đến và cuối cùng là tôi lại không phá đảo được tựa game này. Cay thật. Đây lần thứ
lần thứ 6 tôi chơi tựa game này chơi lại từ đầu rồi đấy. Nhưng mà nếu được thì anh em vào chơi cùng thì vui. Có đông anh em chơi thì vui. Bạn biết cái tựa game nó phá đảo như nào. Không bị đói, đói nội dung. À, đi làm nhiệm vụ phát nhỉ. Anh em có gì cứ hỏi thoải mái nhé. Anh em nên nhớ tựa game này khi mà tải về là có 30% là bị lỗi ấy nhé. Bị lỗi database error ấy. Tôi vừa giải thích ở đầu video, đầu buổi livestream, hoặc anh em nào mà đang tải mà có nỡ bị ấy, thì cứ comment để tôi biết nhé. Đi làm nhiệm vụ phát. Sâu à? 250 sâu đây, đi cày sâu đây. Đi cày sâu chắc ở đây là dễ nhất rồi. Đi hạt luôn. Nếu anh em nào mà chơi lâu năm ấy, anh em sẽ biết là trước đây là nó sẽ không có những cái con quái mà có cái gì reset x attack này đâu. Nhưng mà từ khi mà cái con pháp sư ấy, ủa tiếng game thì hơi to quá nhỉ, đợi tôi chỉnh nhẹ. Trước đây có cái con pháp sư đánh thường ấy, con đấy nó đánh thường đến nỗi mà nhà phát hành cảm giác cái nó lỗi quá, thế là cho nó đi luôn bằng cách là cập nhật thêm tỷ lệ xuất hiện cái con quái kháng đòn tấn công X. Ở đây có hai kiểu tấn công, một là tấn công thường nút X này, hai là dùng kỹ năng. Kỹ năng của tôi đây, lặn xuống và gây sát thương. Nó còn nhiều sát thương lắm và nó có nhiều kiểu build khác nhau ấy. Ép à? Tôi đang dùng kim kim áo nhỉ? Hất lên rồi. Đó, con này là con sát thủ, nó có thêm hiệu ứng đòn tấn công ở bên trên không nữa. Mỗi con nó có một cái kiểu khác nhau. Con của tôi dùng kỹ năng nhiều lắm, nhưng mà cái con không phải pháp sư, nó gọi là cái gì nhỉ? Phù thủy thì đúng hơn. Phù thủy thì nó lại phụ thuộc vào đòn đánh thường. Tôi chuyển lốc sang QR à? Bảo sao? Đấy, combo con này thì đốc R lên này, quay trên không này, xong bắt đầu là nó mà rơi xuống thì lại nhảy lên để dậm dậm xuống là nó nảy lên lại quay tiếp trên không. Anh em nào trước đây mà chơi trò này thì chắc còn nghiện lắm. Combo hơi khó này. R xong thì lại không nhảy lên được. Ôi bó nút. Má bó nút. Xoay thì chết rồi. Tôi cộng mắc QR luôn này. Cho màn hình cao một tí nhỉ, không cao nữa. Hay à, có con rơi này nó kháng hiệu cung chế. Tôi có con này chủ yếu là cái đòn sát thương xoay ở trên không ấy, nên là tôi cộng toàn skill hết tung.
còn không? À cái này anh em có thể mở phần mô tả đâu, tôi để link game ở bên phần mô tả đấy, nó là game ở trong Steam. Nếu anh em mà có Steam mới có thể tải luôn. Tìm kiếm tên game Dragon Saga này. Không được bao nhiêu mới xóa Steam á. À, anh em truy cập bằng web cũng được. Nói chung là theo cái đường link đấy thì anh em mở bằng web cũng được, nhưng mà có app thì ngon hơn, có app thì dễ hơn. À, sao lại xóa Steam nhiều á? Cay cay game gì à? Sáu à? Con này có cả skill tàng hình nữa, tôi không nhớ đấy. Skill số 5 là tàng hình nhỉ? Đấy. Con game này hay được cái này kia, mà anh em nhảy trên cao này, anh em sẽ miễn những cái sát thương tầm gần. Đó. Là khi anh em hạ hạ chân xuống, anh em dùng skill đấy là thời điểm hợp lý. Quái nó sẽ không làm gì anh em rồi. Con này còn có skill lặn dưới đất. Rất khốn nạn. À, hồi máu à? Hồi máu à? Con này còn có một kiểu combo nữa, nhảy lên đập xuống xong hất lên này. Khó chịu phết đấy. Con của tôi con đánh tầm gần đấy, nó hay dùng skill ngay dưới chân nó không làm gì được. Nhờ anh em Monster Star sau đây tại xóa game gì rồi à, xóa xóa Steam gì rồi. Thấy thế nhỉ, boss này căng đấy. Nhảy trên nó không làm gì luôn này, nó còn mất cả tắc nghẹt nữa. Đó khá là phê, lý do khó nói à. Đấy, nếu mà anh em nào có thể chơi cùng như này thì ngon, team 4 vào đây kiếm đồ nhanh. Đấy, kiếm đồ nhanh mà làm nhiệm vụ cũng dễ hơn. Chứ tôi đi một mình khó lắm. Tôi đi một mình gọi là review cho anh em thôi. Mà đúng rồi, nếu mà anh em mà chơi cùng thì khả năng là tôi chơi lại ấy. Chơi lại con khác. Chơi lại từ đầu cùng anh em nó vui, làm nhiệm vụ chung. Đó. Thì
không chơi một mình. Ra hút kìa. Còn nhiều nhiều character khác lắm. Xạ thủ, chiến binh, pháp sư là tộc người này. Đây là con sát thủ này. Còn tộc rồng nữa. Tộc rồng thì nó mới cũng mới xuất hiện thôi. Mới xuất hiện tầm 2016. Tầm đấy là game phiên bản ở Việt Nam đóng cửa đấy, ngay ngay thời điểm trên bản game đóng cửa. Thì nó ra cái phiên bản gần như là cuối cùng luôn. Tiếp. À, cho đến bây giờ cũng khá ít anh em Việt Nam chơi cùng. Anh em bạn bè trước đây chơi cùng thì mỗi người đến nơi rồi. Đấy. Tiện bây giờ nếu mà anh em livestream, anh em xem stream có muốn chơi cùng thì chơi. Cài giáo sướng. Nếu mà game này cài chung ấy thì khả năng có thể cài với nhau được tầm cả năm trời đấy. Tải web ở đâu à? Anh em theo đường link nó có chỗ tải không? Hay là nó bắt tải lại app Steam. Giờ có máy rồi à? Anh em cái này. Anh em theo cái đường link tôi gửi cái này, anh em có link link ở phần mô tả nhé, không phải link ở phần comment đâu, link ở phần bình luận. Cái link mà anh em tạo tài khoản Grab Photo, xong trong cái tài khoản Grab Photo là tạo tài khoản game Dragon Saga nhé. Còn ở phần mô tả mới là link của game đấy. Lười tải Steam à? Tải có lâu không? Tôi cứ để Steam suốt, tôi cũng không nhớ là tải Steam mất bao lâu. Tôi tưởng Steam thì nó nhẹ thôi nhỉ. Tải cả mở ra quả táo ạ. Đỉnh cao thật. Silver Moon à? Strength mà máu. Silver Moon để lại. Ui. Invisible Pan. À, Pan có rồi. Pan á. Ui yếu hơn. Không không lâu nhưng lười, vãi cả lười. Nói chung là thế thì xem tôi chơi cũng được. Tại vì game này mà có đông người chơi chơi cùng là phê nhất. Phê lòi luôn. Summoner. Đây, Summoner là con tộc rồng mà tôi nói đây. Tên là Summon. Ờ đúng rồi, nó cũng Summon đấy. Đúng là nó cũng Summon thật. Twin. Đây rồi. Đồ 34. Cày ở đây vừa cày được đồ. Vãi cả cool. Chiêu rồi, chiêu Giant Demon Shooter. Ui bộ này ngon. Bộ này có tăng sát thương chí mạng và tốc độ di chuyển. Tôi cần nhất là tốc độ di chuyển. Làm vòng nữa. Vòng này thì đi con F2 đi. Mình chết à? Đi con F2 đi.
hai combo này. Đúng rồi, mà tôi chơi con game này lâu như thế mà tôi chưa bao giờ chơi con xạ thủ lên cấp 60 chuyển cấp nhé. Tôi thấy con xạ thủ 60 chuyển cấp có một cái đường là build nỏ thần đấy, tôi thấy build ngon phết, lúc đánh boss tôi cũng vất nỏ đấy không, ngon lắm, nhàn, build ấy nhàn. Nhưng mà mặc dù không không khỏe bằng cái sát thương đánh trực tiếp này nhưng mà nhà cứ đặt quả trụ đấy xong bắt đầu chém bot cái gì cơ, đổi slot á, đổi đổi slot là sao anh ấy? Tôi vẫn chưa hiểu đổi slot là gì anh em ạ. Ladder attack búp à, mới có búp server à, tăng máu mana phòng thủ kinh nghiệm à, cũng được à, được anh em ạ. Trong một arc anh em tạo được nhiều nhân vật á, trong một arc anh em có thể tạo nhân vật xong xóa nhân vật thoải mái. Theo tôi nhớ là hình như được 8 nhân vật đấy. Em có thể tạo được nhiều nhân vật đó. Nhưng mà thường thì người ta chỉ chơi một con. À ừ đúng rồi, nếu mà mới chơi thì chắc là cũng tạo đi tạo lại ấy nhỉ. Ok anh em cứ tải lại tin đi, tôi đợi. Thực ra anh em có thể xem wiki con này ở trên YouTube nhưng mà clip nó cũng lâu lắm rồi. Clip chắc nó phải tầm chục năm rồi. Đúng rồi, game free mà anh em. Game free tôi mới mời, tôi mới gạ anh em chứ. Game mất tiền thì gạ anh em lại sợ. Game mất tiền thì khó tiếp cận với anh em hơn. Tôi gọi là mời mời gọi anh em bằng game free thôi. Nó vẫn bắn trúng rồi. Hết mana. À, mấy ông kia đâu hết rồi hay mấy ông kia đi học hết rồi á, anh em hỏi mấy ông nào, à, mấy anh em trước học cùng tôi á hay là mấy anh em livestream mà tôi nhắc đến, nếu mà mấy anh em mà trước đây học cùng tôi á thì bây giờ đi làm hết rồi, bây giờ mấy ông đấy là không có thời gian chứ còn đâu muốn chơi game này á.
tôi gạ thèm chơi đầu tư máy mà đầu tư hôm ấy ông ấy đầu tư quả máy ba mấy triệu tôi ui này người không cần đâu làm quả máy nhẹ nhẹ thôi ông ấy làm quả máy 34 triệu chơi cho nó sướng lại cả đạm à, thực ra cái này nhẹ buồn cười lắm ông anh tôi thèm chơi cái này cứ suốt ngày gạ chơi nhưng mà cũng bảo không có thời gian nói chơi cùng bạn bè chơi cùng mấy anh em ấy thì là lâu lắm rồi đó là câu chuyện của cái hồi 2011 2012 cơ anh em ạ còn đâu mà nếu đâu mà mấy anh em mà chơi ở trong game cùng ấy trong game cùng ở gần đây ấy, thì là tầm 4 năm trước thì là mấy anh em kiểu quen ở trong game thôi có người Việt Nam đâu ấy. Vào mà mấy nhìn thấy mấy ông nói chuyện kiểu lạ lạ này anh em biết ngay hiểu thanh kiêu ấy toàn biết là TI thôi đúng rồi anh em gạo ở đây chơi cùng luôn chơi cái này là đông đông và vui mà hình như là mắc mắc team là chỉ tầm 4 người thôi nếu mà được thì gạ thêm được thêm 2 người nữa updating Steam mà à cái đấy thì nhanh thôi tôi nghĩ cái đấy tầm 5 phút à nhưng mà máy tôi nhá cả tải game và update nội dung là tầm 40 phút đấy em tí đi kìa nên là anh em thì nhóm anh em kinh tế 3 4 ba người thêm bông là 4 à đấy như thế thì lúc nào mà tôi đi làm chẳng hạn thì bốn anh em ông chơi chơi với nhau cày cấp trước xong rồi đến lúc tôi vào thì chỉ việc kéo tôi thôi nghe hợp lý không quá hợp lý luôn ui còn thương thương ngon quá nhỉ à khi ra nét mới chơi được à thì cũng được cái này thì nếu mà chơi ít thôi thì chơi với tôi là ngang ngang còn đâu mà chơi nhiều cày thích thích vào game cày các thứ cày nhiệm vụ cày đồ cày cấp thì cứ cày thoải mái thôi xong bắt đầu là kéo anh em khác nói chung nói cả nói là kéo chứ còn đâu là mỗi người nó có một cái nhiệm vụ riêng cái việc kéo ở trong game này nó không nhàn đâu anh em ạ gọi là đánh thì trông có vẻ khỏe hơn thôi còn đâu là phải có team đi nhiệm vụ trong game này phải có team hết đi solo ít người và qua được nhiệm vụ ở cấp 43 lắm cái quả cấp cái quả nhiệm vụ leo tháp nó khổ thì với tôi chơi một mình tôi còn chơi con nó thuộc dạng là support nữa nó chỉ có skill hồi máu sống dai thôi anh em phải né khéo thì anh em mới vượt qua được nếu mà chơi đam ấy là máu tụt không phanh luôn cũng có thuốc hồi máu này mua shop cũng được mua ở trong tiền bằng tiền cũng được tiền mặt cũng được mua ở trong shop trong game cũng được mà đánh quái cũng ra luôn máu mana thứ ngập mồm luôn nhưng cái vấn đề là hồi không kịp đấy hồi máu nó có một cái khoảng thời gian ví dụ như anh em thấy tôi uống máu nhá đấy nó sẽ có một thanh cái nọ này hồi được 1.000 mana nhưng mà tầm 10 giây nó mới hồi xong 1.000 mỗi giây nó hồi 100 đấy
để căn căn. Quái thì nó đánh không đau đâu. Ví dụ cái con quái vừa rồi nó đánh tôi ấy, nó tầm 1k máu một lần lần trúng thôi. Đấy, nhưng mà nó đẻ thêm mấy cái con nhỏ nhỏ đấy. Xong rồi là cái hiệu ứng skill đó là choáng này, giữ chân này, độc này, thiếu đốt này, đấy. Nó mới khó, không có cái con support dùng skill giải độc thì hao máu mana lắm. Nhưng được cái là nó ngon. Đánh xong anh em thấy đồ này đồ rác thôi, cái mic là rác thôi, cần sum nhá. Ăn cái này phát 52 bạc. Từng ngày là anh em có thể mua được 500 nọ mana. Đấy. Trang bị thì phê rồi, trang bị thường thì không bán đâu. Có thể giao dịch được anh em nhé. Game này giao dịch được, giao dịch tiền mặt thì tôi nghĩ là cũng có đấy. Nhưng mà giao dịch theo kiểu khác. Tôi thì không vào game này để chơi theo kiểu đấy. Có mấy nhân vật á. Tộc người là 4. Tộc rồng là 2, tổng là 6. Đó, tổng là 6 nhân vật nhá. Nhưng mà mỗi con sẽ có hai đường tiến hóa. Tộc rồng thì tôi không rõ lắm, nhưng mà tộc người mỗi con sẽ có hai đường tiến hóa. Ví dụ như con của tôi sát thủ thì nó sẽ có, đây tôi mở cho anh em xem ha. À, nó là thiếp, thiếp là bọn là cướp đấy. Đấy thì nó sẽ biến thành infiltrator, là cái bọn là bọn 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 là bọn phá hoại đấy, kiểu bọn phá hoại đấy. Đấy xong assassin là sát thủ này ấy, xong lên ninja. Đây là một cái đường lên cấp 20 thì anh em sẽ được chọn hai đường, một là infiltrator, xong infiltrator là cứ thẳng lên assassin và ninja thôi đó. Không thì anh em sẽ chọn một cái đường còn lại thì nó sẽ là một ba mốc, à quên, cái đường còn lại thì nó sẽ có ba mốc khác nhau, ba mốc khác, nó không phải là infiltrator, assassin và ninja nữa, nhiều nội dung lắm. Đang tải Dragon Saga, cứ tải đi anh em. Ngày hôm nay không chơi được, mai anh em chơi vẫn được. Lúc nào chơi thì tôi muốn là chơi lại từ đầu. Tôi sẽ chơi lại từ đầu, chơi cùng anh em, vừa chơi vừa giải thích, anh em tận hưởng cái tựa game nó sướng. Đi còn đâu là à đấy, quên mất. Tôi vào tôi chỉnh sửa video, chỉnh sửa cho anh em có thể gọi xem lại phần bình luận các thứ. Ok, có rồi. Mấy cái phần trực tiếp ở đầu với tôi lại quên, tôi lại không để lại cái phần xem lại bình luận đấy. Nhiều anh em vào không biết như nào, mất 3 phút à. Tải về thì nhanh thôi, tải về như có 700 mê phải nhỉ, à đâu thì như 1 GB thì phải. Xong bắt đầu sau đấy anh em update cũng lâu, update tầm 20 phút anh em ạ. Cái lúc anh em tải là anh em tải phiên bản cơ bản đầu tiên, còn đâu anh em update là anh em update từ đầu cho đến hiện tại luôn. Nhưng mà nó sẽ có công cụ hỗ trợ tải ở trong game luôn, thì lúc ấy anh em tải nhanh lắm. Đây là chú anh em tôi vừa chơi vừa ăn phát nhé. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất để anh em có thể vào tìm kiếm thêm thông tin này. Nó không có trang chủ, nó không có cái wiki để gì đâu, để anh em tra đâu. Cái này người chơi mới vào sốc, gọi là sốc kiến thức đó. Chứ anh em nào gọi là chơi lâu năm rồi thì biết.
nhảy được cái nào đây, combo này, nhảy này, nhảy này thì nó giống ở trong War phim này, cũng xoẹt xong bấm nhảy thì nó nhảy xa hơn này. Tôi nghĩ để mà chơi một nick cày cày bình thường, cày không gọi là không không có người kéo nhá, chơi một mình nhá, chơi một nick từ đầu đến max cấp mà tầm 2 năm mất tầm 2 năm nhưng mà chơi chung với bạn bè thì nhanh hơn, chơi chung bạn bè mất tầm 7 8 tháng thôi là max cấp rồi, xong lúc đấy anh em có thể chơi charm khác hoặc là nghề khác. Hồi trước cái này ở Việt Nam là có tiếng Việt luôn, phê cướp này, phá hoại này, sát thủ ninja này. Nó combo đó này, đánh thường, đánh đặc biệt đó. Đau hết đầu luôn, có nhiều nội dung lắm, tha hồ cho khám phá luôn. Bây giờ tôi đây đang làm nhiệm vụ đây, cái này này, cái sâu này nó được lấy từ cái việc mà anh em đập mấy món đồ trang bị ra trước đây nhá. Tôi nhớ cái đợt 4 năm trước tôi chơi ấy là cứ 200 sâu này mà anh em bán được 1,2 đô. 200 sâu này thì mấy cấp đầu kiếm lâu lắm, nhưng mà lên cấp 60 trở lên thì kiếm nhanh hơn. Nó có hướng dẫn cho người chơi mới không? Không anh em ạ. À không, đầu game thì nó chỉ hướng dẫn cơ bản thôi, kiểu đánh nhảy né skill các thứ thì có, nhưng mà nâng điểm như thế nào, xong là vật phẩm dùng như thế nào, xong là đánh boss cần bao nhiêu người, cái đấy chỉ có việc gọi là chơi thì mới biết thôi, cái đấy chỉ có chơi mới biết thôi chứ không có cách nào mà biết được cả. Đây thí dụ như những cái vật phẩm này à, anh em phải làm cái nhiệm vụ phụ anh em mới biết này, và những cái gọi là rác bình thường nhá, bán shop chỉ tầm mười mấy bạc thôi, nhưng mà anh em dùng, anh em hoàn thành xong cái nhiệm vụ phụ đấy, anh em có thể chế tạo những cái rác này thành dược phẩm. Ví dụ như cái vừa tôi chế tạo là tăng kháng độc trong 60 giây, cooldown 2 phút đó, nó có những cái đặc biệt thế nên là nói chung anh em cũng chả phải no đâu. Tôi chơi cả chục năm rồi mà tôi còn chưa biết hết nội dung mà. Sắp xong rồi à? Cẩn thận xem có bị lỗi không nhá. Tại tải trên tải game này cũng hay bị lỗi phết đấy. Tôi thấy có khá khá nhiều người kêu lỗi đấy. Lỗi là khi mà anh em vào game gọi là load xong nhá, bấm vào start game, sau là mở màn hình, nó sẽ mở ra cái cửa sổ game như bình thường. Sau đến lúc mà load xong rồi ấy, nó tự nhiên nó xuất hiện là database error cái gì đấy. Để tôi tìm lại vào cái lỗi đấy. À, database server error hair corrupted à occurred đấy. Thì lúc đấy anh em lại nhắn cho tôi để tôi giải quyết cho. Tôi cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện cái lỗi đấy. Trước tôi chơi ở cái máy Cùi Bắp Intel HD 3000 thì không bị. Bây giờ chuyển sang cái máy mới mới này thì mới bị. À, Discord á, Discord tôi lại không có, chắc là mai tôi
Tôi tải xong à, gọi qua Discord cho dễ nhỉ. Curse Giant. Đây có cả dịch chuyển nữa. À. Okay. Có Discord gọi điện cho tiện ha. Đấy xong mà cái map này nữa này. Cái map này mà không 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 gì là không biết đâu này. Nó sẽ có map ở thành này, là nó sẽ tô màu xanh lá cây. Còn đâu map đi bánh nhau là map màu trắng này. Cứ ông cứ thoải mái đi, tại vì tôi nghĩ là nếu mà muốn chơi chung phải từ mai mới chơi chung được. Hôm nay gọi là review trước cho anh em xem như thế nào, xem có đông anh em chơi cùng được không ấy, thì chơi nó sẽ vui. Mấy game này update sự kiện liên tục luôn mà, anh em thấy đang có sự kiện Noel rồi, y như Liên Minh Huyền Thoại luôn. Nó sẽ có những cái miễn phí và có những cái mất tiền. Anh em thích đẹp, thích nhanh thì nó sẽ mất tiền. Còn anh em thích cày, thích thử thách, thích rèn luyện bản thân thì nó sẽ không mất tiền, tha hồ thoải mái luôn. Nó là cái hay. Tôi về thành làm cái gì nhỉ? À, sửa đồ. Đi sửa đồ với lại cái đồ của tôi vừa đi phó bản về này. Cái này nhá. Ông mở ra thì nó sẽ có một cái chất lượng ngẫu nhiên, kiểu như là bình thường này, tốt này, hiếm này và huyền thoại đấy. Đấy. Và nó có một cái tỷ lệ nhỏ nhỏ thôi là anh là trang bị của anh em sẽ bị nguyền rủa. Có bị nguyền rủa, bị nguyền rủa này chỉ có cách là đi ra pháp sư để cho nó giải nguyền rủa thôi. Cái gì cơ? Tự cày skin đẹp cho riêng mình được không? Được anh em. Đang có thế anh em phải hay vào sự kiện nó có nhiều skin đẹp lắm. Đây này, thằng này là đồ sự kiện này, cánh với lại con à không phải cánh, à không không phải con thú, cánh chứ, cánh với bộ đồ Noel anh em, bây giờ anh em vào cày là có luôn này. Con giải đồ đâu nhỉ? À đây đây đây. À đúng, con này chứ. Đồ anh em mà bị nguyền rủa anh em ra con này nó sẽ giải nguyền rủa cho anh em. Đấy, thằng này nó mở đồ này. Nó ra mở đồ sự kiện đấy. Pháo hoa liên tọi luôn. Đây, hóa giải thì nó sẽ mất một ít điểm linh hồn này, sâu này. Đó. Đặt quá. Nhưng mà được đồ ngon. Bây giờ đồ này là lên cấp 34 anh em sẽ mặc được. Nó ngon hơn cái đồ của tôi là 41 thủ vật lý và 24 thủ pháp thuật. Với nói chung là tôi thích cái set này, nó có tốc độ di chuyển với lại crit. Tốc độ di chuyển quan trọng lắm. Đi phó bản không có tốc độ di chuyển thì đi lâu. Cứ phải xoẹt này mất thời gian. Có tốc độ di chuyển vào. Tôi không biết là sự kiện lần này có cái gì cả. Chắc là nên lướt qua cái sự kiện xem nó như nào ha. Quả nhạc Noel. Đây mỗi lần event nó sẽ có gacha ở đây này. À đâu, cái này gacha cũ à, event đây. À đây, nhiệm vụ của thằng này này, để xem item ở trên cái gì ấy? Ông nói ông cái gì đấy. À không phải, không phải, đây event nó sẽ xuất hiện ở map Port of the Wild. Em lên đây nó sẽ có map anh em đi vào anh em làm.
nhận nhiệm vụ con này trước nhá. Đấy. À ok, Eleven. Và bây giờ đang có sự kiện. Vào đúng không đây ấy. À new version found. Update thôi anh em. Cái đấy nó chỉ là update thôi. Em bấm vào ok phát là được. Cho nó update. Ui giời bây giờ mới đến đấy thì toàn. Bây giờ anh em mới đến đấy thì tầm tầm 20 phút nữa là nó mới update xong. New version found, do you want up? Update là phát hiện ra phiên bản mới, bạn có muốn update không thôi mà. Thế thoải mái, chủ yếu là hôm nay review game thôi. Để cho chắc từ buổi sau trở đi có đông đông anh em vào chơi ở phê. Đang Noel, đang Noel, đang đang đàn Noel. Ở đây có map này, tôi vào test thử phát nhỉ. Ôi đi một mình được. Oh my god. Trước đây là tôi đi hay đi team 3. Team 3 người. Vào mấy random mấy ông nữa. Trắng xóa chả nhí quần què rồi. Búp cái đó. Búp xong biến thành hề. À, đánh thường gây sát thương độc này. Tăng máu này. Tăng nhanh nhẹn. Đó. Phê chưa? Không biết anh em có nhìn rõ không nhỉ? Không biết có nhìn thấy quái không? Để tôi chỉnh đồ họa cao hơn tí nhỉ. Đồ họa cao hơn tí nhìn cho rõ. Bloom luôn. Revolution luôn. Hiện đam luôn. Úi giời, phê chưa? À ok. Facebook à? Đây, tôi gửi Facebook đây anh em nhé. Chết lộ Facebook rồi. Gửi về lộ Facebook chết nhở. Đấy, tôi gửi anh em link Facebook ấy. Anh em cứ nhắn cho tôi. Xong mà có gì hỏi. Tại vì là update xong vào game nó còn có khả năng bị lỗi cơ mà. Quái cho mày khá là yếu. Kỹ năng à? R. Ok chưa? Anh em gửi cái bạn chưa? Đâu nhỉ? Đây à? Cấp sau là giảm cooldown à? À tăng cooldown à? Con que đấy vậy. À nhưng mà hất tung nhiều hơn à. Ok anh em stop đấy đúng không?
Chả nhìn thấy con quái quần què. Má mày nó làm đẹp phết này. Con vừa ở đây mà đấy, 5 con nữa, 5 con nữa ở đâu vậy? Để đi tìm à? Mất thời gian các bạn thế ở đây. Hello, hello anh em. Tớ đang live stream anh em phải nhấn Facebook đi đời chết. Anh em vào stream đi, vào stream xem stream tôi đi. Đấy thì anh em đang xem trên màn ảnh nhá. Nếu mà anh em có thích tựa game này thì anh em tải về xong là anh em chơi chung với tôi cho nó vui. Tại vì tôi chơi tựa game này một mình thì chắc tầm vài năm nữa nó mới phá đảo được ấy. Hơi gọi là hạt co. Chơi đông đông cho vui ha. Ao game nó có tự update không à? Ao game nó có tự update không á? Ô, anh em có đang xem livestream không nhỉ? Anh em đợi xíu nhá, anh em Monster Star đang có một câu hỏi chính là ao game nó có tự update không? Để tôi trả lời anh em trên Facebook, và đồng thời nếu mà anh em ở trong YouTube có đang xem thì thực ra nó không. Anh em phải update xong cái phần nó hiện lên là cái gì nhỉ? Update complete đấy. Nó phải update xong update complete thì mới được nhá. Còn đâu mà đang update anh em thoát ra thì lần sau vào lại nó sẽ update lại từ đầu ấy. Thực ra là update tầm 20 phút. Nó sẽ hơi bất tiện nếu anh em nào hay chơi ở net, trừ khi là anh em gọi là được chủ quán ưu ái cho chơi những cái máy gọi là ngày nào cũng chơi thì không sao. Có anh em mà chơi ở quán net thường xuyên mà chơi ấy, thì bảo chủ quán tải cái này luôn.
Ông cài game thì không, tôi đốt quán đấy. Đó, tải về xong à, chơi chung với tôi là được. À, anh em đăng ký tài khoản chưa? Đăng ký tài khoản ở trên Rapportal với lại tạo account Raiden Saga chưa? Thôi kệ anh em Manter Sa, chúng ta tiếp tục game nhé. Ta tạm thời bơi anh em Manter Sa một lúc. Ai ta đẩy lui pháp sư tôi. Anh em, như anh em thấy đi map solo nó cũng cực như này rồi, bốn map nhỏ nữa. Để nếu mà có anh em đi chung thì phê, có anh em đi bút đam hay bút máu rồi phê. Bay lên rồi nó còn đấm được này. À, 6 con cuối tụ ơi, quy lại một mối. Con này cơ chế game khá là hay, khi mà vừa tấn công được dưới đất, vừa tấn công lúc nó ngã, vừa tấn công được trên không luôn. À, bò nút à, bò nút làm gì vậy? Tôi muốn đánh bot, hãy cho tôi đánh bot. Ba phần trăm mà. Con này nhá, nhịn hơi lâu đấy. Ai à, thế mà vẫn bị nó hút trúng kìa. Ui ui ui, bạn ơi, bay từ trên không ném cầu tuyết rồi. Chết trên không luôn. Hết giờ rồi. Ôi, đánh bot luôn. Bear Dolly, đây là con bot của sự kiện lần này. Bear Dolly rồi. Ui, ui, ghê vậy. Đồng quá anh em ạ. Hết máu rồi. Từ từ bạn nhá. Đợi mình uống máu ạ. Khoảng 42 lọ máu ạ. Ui. 20 phút rồi à? Chúng ta chỉ có 20 phút để đánh nhau với con này thôi.
dùng chân để tấn công nó một tí thôi mà gần đi luôn. Đúng rồi. Cái này kháng độc à. Anh em có thể vừa nhảy vừa tấn công mà. Con ở mình cận chiến này là bất lợi quá. Gần đi luôn này. À, 3 phút rồi, chúng ta lấy được 16% à? Chắc là ăn được đấy. À, tôi còn tuyệt chiêu rồi nữa anh em. Lặn xuống đất, quên mất đấy. Ôi, nó khốn thế. Nó chạy rồi. Phết anh em. Đẹp thế à? Toàn đúng lúc ra chiêu. Năm mươi trăm rồi, còn khả thi đấy, có khả năng hạ gục con này đấy. Lan à. Anh em thông cảm nhé, đang tập trung để đánh boss. Ui, quay đâu này? Cái ra ngoài chết giờ. Đây ngon, kéo cái tầm 5 đến 6% máu của nó nữa. Ép kéo được 2% nó.
chạy chạy à. Ngon, xong rồi. 7.1 à? Cũng lâu ấy. À. Ô sự kiện à, xem nào. Bạn có muốn đi lại không? Thôi được rồi, thoát. Tôi đi một lần này xem là được cái gì không? Đi một lần cũng cực phết đấy. Gần đi luôn này. Armor Enchanted, Weapon Enchanted, đá cường hóa thôi. Tiếp theo là cái gì ấy nhỉ? Ai mình nhận được cái đây đây đây. Frost Weapon, đó. Gacha. Được. Mở được Frost Kata. Cái này sẽ tăng 5 máu à. Đây vật phẩm trang trí thôi nha anh em nhé. Đó. Khá là ok đấy. Đúng rồi. Có lúc có dừng tầm 3-4 phút rồi, tại file nó lớn này. Tại file nó lớn thì nó file lớn cập nhật xong nó mới ra. À. Ui, giờ đang kiếm 250 cái này mà quên mất giải cái đồ kia sớm quá, 34 mới dùng được. Này này, Queen vất này, Queen vất này. Premium Red Magma 26 à, vứt. Silver Moon Ring Bell, hai cái bell rồi. Bất một cái đi vậy. Có 107 lại 80 nữa là đủ rồi. Đi một mình hơi cực kìa. Kiếm cái quét nào nhẹ nhẹ thì đi rồi. Chuyện ngon quá, ui voi ma mút à, trong hai phết này. Small big tooth 9 ngày 25% tốc độ di chuyển rồi. Santa acid con này chỉ đi trang trí rồi, cái này trường rồi. Theo linh nhiệm vụ của mình bây giờ là 250 vẫn chưa đủ. Caligon status vào Elite Room Caligon Rift
Caligon ở đâu nhỉ? À đây, Caligon đây. Steven Trading Port xong đến Caligon à. Steven Trading Port. Đây đây đây. Trading Board. Ui, giờ mới để ý cầm nhìn nhìn cầm hai kata trông chất á. Frost kata, trời ơi. Rồi anh em chỉ có update nha. Ồ. Thế nào? Ta đi con Fritz lên trên à? Nó quét đây luôn này. Đánh thử nha. Hai mươi con rồi mà. Hai mươi con flip à. Ô lần trước mà chưa đến đây ạ. Set 27 30 à. Ui. Chaos Invisible. Invisible là Grip này. Hồi máu này. Grip và tốc đánh à. Que
Khóa xem đồ tí này. Ui à, nhận 4 trở lên à, còn đồ thì là 27 đến 30, kép 30. Quét từ F1 luôn rồi. Đi thử F1 phát nhỉ, vào test nhiệm vụ map F1 xem. Theo tôi nhớ thì con boss này cũng yếu luôn. Nó bay liên tục luôn. Boss yếu, quá yếu phết. Bên nguyên bình đọc đi vậy lát một không chết con này rồi. Ai chà, có hiệu ứng drop từ skill này ngon quá nhỉ. Nếu anh em nào có muốn vào chơi thì lập team, xong mà chúng ta có thể cày lại từ đầu. Game này thì chơi với bạn bè ông nào vui lúc đấy thôi. Còn đâu tôi cũng không quan trọng cái việc gọi là phá đảo hay là mắc cấp đâu. Map F1 khá dễ. Ui, toàn bạo kích luôn. Tỷ lệ bạo kích khá là cao ấy. Không nhớ là trước đây có cài đặt con game này ở max setting hay không. Bây giờ cài vào mới thấy là có nhiều cái hiệu ứng trông đẹp thế. Do là trước chơi ở game, chơi máy mà đồ họa Intel HD đi thoát với 3.000 ngàn để cái chế độ thấp nhất luôn, không biết nữa. Cái mắc setting này trông đẹp phết, tuyết các kiểu. Ui, trông đẹp thế à, nó có cường hóa kỹ năng đặc biệt không nhỉ. Ui quá đẹp luôn. Sáu còn đâu nữa mà đặc biệt game này game free nên là tôi nghĩ lại anh em nào cũng có thể chơi được nếu mà có laptop hoặc PC thôi. Ui bên này à,
Sao không có tiếng con này xuất hiện vậy? Xong nhiệm vụ luôn này. À, gục luôn đó. Sát Pirate à? Bây giờ nó không cho nhảy tránh đạn nữa rồi. Con game này nó update càng quá. Meta này của Ademin rồi. Dính độc cái nói à, dính lửa. Tí nữa đi. Nếu mà đánh khéo là vẫn đủ combo được. Lấy một đòn nữa đi đi. Vẫn trúng skill đấy của nó rồi. Ôi bạn ơi. Căng ấy. Ui. Búp đấy anh em ạ. Gặp phải khứa luôn. Ai từ từ anh em. Thì tính thôi. 200 máu. Hồi máu nữa này. Táo này. Thịt này. Hết máu rồi. Ai à. 164.000 nữa. Mày quá. Có chịu thế nhỉ? Quả skill không né được anh em ạ. À. Mình còn cái này nữa mà. Lặn xuống xong dùng skill. Đi luôn ạ. Bye. À, mất 3 vàng để hồi sinh anh em ạ. Khó thế nhỉ. Đi bác này hơi khó. Nếu mà có thêm pháp sư hút máu là ngon.
Rồi, 8% nữa thôi. 5% nữa thôi. 3%. 1,15. Đi. Căng thế à? Căng như dây đàn ạ. Ngon. Lỗ mất hai vàng rồi. Để có ba đồ à, chết mất một lần. Ok. Vẫn đỗ mất ba vàng. Mà như là được đồ cũng ngon. Gold Moon. Đây là Silver Moon. Gold Moon. Tăng thủ Silver Moon tăng tất cả. Lâu à, lâu có rồi. Mở thử ha. Có ngon hơn. Ok, đập cái cũ đi. Tôi cần 250 sâu cơ mà mới có 189 à. Đi vòng nữa chắc hết máu luôn, chắc về thành mua máu phát ạ. À, phía đông hay phía tây nhỉ? Phía đông ngay đây luôn. Mới có level 28 là chưa dùng được máu level 30. Đây cứ bóc máu level 20 yếu quá. Mua tầm 200 máu. Ok. Hoàn thành xong quét gặp mặt Carnivore rồi. Tiếp theo là Shark Decca và Shark Prime Rift ở F1. Carnivore đây. Bay đi bay về mất một vàng. Giờ đánh ra tuyết đồ các thứ kinh ấy. Xoay trên không bây giờ cũng nào thành màu xanh nước biển chứ không xanh lá cây nữa. Hắt một con.
chưa xong nó phang cái hồng mặt. Quay trên không đi hết. Đó, xong nhiệm vụ. Trách nhiệm vụ phát rồi. Ok, chưa có nhiệm vụ mới anh em ạ. Chắc phải lên cấp 29. Xoay một cái xong là combo trên không. Xong xoay cái nữa là chết. Tí. Cái này mấy map vậy? 4 map à? Cũng bù mất thời gian. Cái tăng mana cũng bù mất thời gian quá. Dịch thôi. Evolution suốt đời rồi. Bốc được quả ngon thế à? Hai xoay rồi đi. Khỏe phết đấy.
không có cái skill nào mà tấn công trước mặt. Con này chỉ có tấn công diện rộng và hất tung. Có con trước mặt thì như có con xạ thủ như vậy. À, tấn công trước mặt dội skill, dội cung tên rồi ngon hơn. Con này mỗi cái tấn công trên không gọi là khống chế nhiều, hiệu ứng khống chế nhiều, hất tung xong là độc các thứ. Dư con đánh như con boss này cần có một người hồi máu đó. Di chuyển. Ui 600. Mày khó nha. Nay mất một mạng đấy. Né được skill đấy của nó nhỉ, né thì gọi là né sát thương nổ, còn đâu né sát thương đốt thì không né được, chắc phải đứng dưới đất. Con khôn phết. Lúc mình dùng skill này bắt đầu nó tránh xa ra. À, con này biết đánh rồi, nhanh hơn. Ui ư. Ai gọi điện tầm này nhỉ? Ui, 600. Thôi thôi bạn ơi. Hai em. Khi đấy đứng gần quá không gây sát thương luôn, 4%.
1%. Đi. Unit khác à, cứ tưởng nó chát ẩn mình lại được cái găng. Còn có hai đồ của bộ Lobun rồi này, Bell với Ring rồi này, à đây nữa này, ba đồ quá ngon. Summoner 9 30 30 yếu hơn nữa. Cái này yếu nhỉ, sâu crab thì cộng nhiều. Đổi luôn. Rồi. Ba đồ. Bốn đồ với kích hoạt. Ok, và có lẽ hôm nay mình sẽ live đây thôi. Thì nếu anh em muốn chơi tựa game này hoặc hỏi về cách tải game, cách đăng ký tài khoản các thứ thì anh em có thể để lại bình luận phía bên dưới nhé. Ngày mai mình sẽ live và giải thích hết tất cả. Cảm ơn anh em đã xem livestream theo dõi đến giờ phút này. Cảm ơn anh em nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại buổi live tiếp theo.